Ruby Hi chào cả nhà nha. Thì lâu rồi Ruby Hi không có vô bếp nấu ăn nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nấu cái món gà nấu với nước dừa với lại đậu phộng nha. Bây giờ mời cả nhà cùng theo Ruby Hi nấu cái món này nha mọi người. Nguyên liệu của chúng ta hôm nay là một con gà nha. Con gà này 1,5 kg. Tỏi với hành tím nha. Cà rốt với sả. Một bị cà ri ha, hai trái ớt. 3 lạng đậu phộng nha mọi người. Một trái dừa với lại sữa đặc Phương Nam nha. Đây sữa đặc Phương Nam nè. Rồi bây giờ tiến hành nha, bây giờ mình sẽ chặt con gà ra. Ướp thịt gà nha mọi người, cái này mình chặt xong rồi, rửa sạch sẽ rồi nha. Thì cho một bị cà ri nha mọi người, cho nó có màu, lại nó thơm. Một ít bột ngọt nha. Ít muối. Cái này mình nấu nước dừa cho nên là mình bỏ ít đường thôi nha mọi người. Một ít nước mắm nha mọi người. Rồi mình tao lên. Cái này ai có dầu điều thì bỏ dầu điều vô nha. Chắc cái này mình cũng phải bỏ một ít dầu điều, màu ít quá. Một ít dầu điều nha mọi người. Chặt vừa ăn nha mọi người, chặt cái cục cục vừa ăn thôi. Rồi mình để đây mình ướp nha, cho ít dầu vô nha mọi người. Tỏi và hành tím mình băm ra nhuyễn như vậy nha. Rồi xả mình đập dập đi. Bỏ vô mình tao nha. Cho cà rốt vô luôn nha cả nhà. Rồi chúng ta tao xong rồi cho thịt gà vô nha mọi người. Ta tao lên cho gà nó săn lại nha mọi người. Rồi đậy nắp lại cho nó săn nha. Rồi thịt gà nó săn rồi đó cả nhà. Rồi chúng ta sẽ cho một ít sữa đặc vô nha mọi người. Rồi chúng ta trộn đều lên. Rất là thơm luôn nha. Rồi cho nước dừa vô nha mọi người. Đây nước dừa nè. Trái dừa đây. Rồi nước cỡ này là cũng được đó. Nhưng mà nếu mà thấy ít nước quá thì mình cho thêm một ít nước lọc vô nha. Đó nhìn cái nước màu nó rất là đẹp nha. Mình thì ít ăn màu đậm lắm, vừa vừa thôi chứ màu đậm quá ăn nó cũng nhìn nó ngán. Cỡ này là vừa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại hở hở thôi cho nó mau sôi nha. Rồi nó sôi rồi mình cho đậu phộng vô nha cả nhà. Đậu phộng mình ngâm nãy giờ rồi đó. Bây giờ cái món này mà không có đậu phộng thì nó cũng không có được ngon lắm. Giờ mình cho đậu phộng vô nha.
Rồi mình để cho nó sôi tiếp nha cả nhà. Giờ đậy lại nha. Đó đậy hở hở rồi. À, nãy giờ hầm cũng 15 phút rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bộ lòng nó vô nha. Mềm. Cái này nó mau chín cho nên mình bỏ sao. Cái này là cái dừa nè mọi người. Cái này cái dừa nè, mà cái dừa này nó hơi non cho nên là nó ít. Bỏ vô luôn nha. Cho nó đẹp thì sắc miếng ớt vô luôn. Cả nhà biết sao không? Tại con gà này là con gà nồi, con gà mái nồi nha cả nhà. Cho nên nó hơi dai cho nên mình hầm cho nó lâu lâu một tí nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho hành lá với ngò vào nha. Rồi chúng ta nêm nếm thử nó vừa ăn nha mọi người. Rồi có gì mình bỏ thêm gia vị nha. Vừa ăn nè, rất là ngon luôn á cả nhà ơi. Đó, quá hấp dẫn luôn. Nhìn ghiền luôn á. À, bây giờ mời cả nhà dùng món gà nấu nước dừa với Ruby nha. Giờ mình sẽ múc ra cái này ăn kèm với bánh mì nha cả nhà. Cái này ăn kèm với bánh mì. Thích ăn bún thì ăn bún nha. Giờ mình sẽ múc. Đây, mời cả nhà nha. Coi thứ gà nó mềm chưa nha cả nhà. Con gà nồi này cái da nó ăn sực sực rất là ngon nha. Cái hột đậu phộng này nó mềm ăn nó ngon. Cái món này có đậu phộng vô ăn rất là ngon luôn. Giờ sẽ miếng mì chấm. Nấu nước dừa này rất là ngọt nha cả nhà. Củ sả nè. Mấp rất là ngon luôn. Mời cả nhà nha. Gà nồi này là gà đá đó mọi người. Nhưng mà cái gà này gà mái. Thịt nó rất là dai. Ăn rất là ngon nha. Hầm kiểu này là nó vừa mềm tới luôn. Ăn nó còn vừa độ dai vừa độ mềm. Ăn nó rất là ngon nha. Rồi thôi Ruby dùng thử thôi. Dùng một miếng thôi. Cả nhà cảm thấy yêu thích món gà nấu nước dừa của Ruby thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký ủng hộ cho kênh nha cả nhà. Bây giờ thì Ruby tạm biệt cả nhà nha. Bye.